Đau đầu vì thiếu dược sĩ đứng quầy, đây là thực tế ghi nhận tại nhiều nhà thuốc truyền thống tại Hà Nội từ đầu năm cho đến nay. Theo nhận định, sau 2 năm dịch bệnh, nhân sự ngành dược đã có sự dịch chuyển mạnh giữa các khu vực khiến việc tuyển dụng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng nhân sự của ngành này cũng được nhìn nhận rõ rệt hơn khi mà việc tìm kiếm các dược sĩ chất lượng không hề dễ dàng. Em đợi chị tí nhé, để chị lấy thuốc cho bạn này xong là chị sẽ tư vấn cho em. Tư vấn, lấy thuốc, thu ngân, thiếu dược sĩ đứng quầy, chị Nguyệt, dược sĩ chính của nhà thuốc, buộc phải đảm nhận toàn bộ công việc trong ca trực. Rất khó, mình tuyển đến 4-5 tháng nay mà chưa tuyển được nhân viên. Lượng nhân viên mà có kinh nghiệm thì thực sự là càng khó tuyển. Còn tại nhà thuốc này, 3 vị trí cho dược sĩ tại quầy, giờ chỉ còn 1. Những chiếc máy tính được tháo gỡ, để lại những khoảng trống mà theo đại diện nhiều nhà thuốc, khó tìm được nhân sự chất lượng, cam kết gắn bó để lấp đầy. Em làm ở đây cũng phải được 5-6 năm rồi. Và chính vì công việc thì ở đây em học hỏi được nhiều, cũng hòa đồng với mọi người nên là em muốn gắn bó lâu dài. Nhà thuốc nào cũng mong muốn tuyển được một nhân viên mà có cái kiến thức chuyên môn tốt, bởi vì bán thuốc nó không giống như bán các mặt hàng khác. Bên cạnh chất lượng nhân sự, theo đại diện Hội Nhà thuốc Hà Nội, sự chuyển dịch nguồn nhân sự cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thiếu hụt dược sĩ khu vực thành thị. Thì cái chuyện mà về quê hoặc là tìm công việc khác trong cái thời gian giãn cách và cảm thấy ổn định thì sẽ không quay lại nhà thuốc cái nơi mà làm việc cũ trước đây nữa. Bây giờ thì theo một cái số liệu thống kê khoảng gần 60.000 nhà thuốc trong cả nước, cái lượng lực lượng lao động thu hút vào đấy cũng rất là nhiều. Tuy nhiên theo các chuyên gia, với hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đi làm mỗi năm, việc tuyển dụng gặp khó thì quá trình đào tạo cần được bàn đến. Với các trường có lượng đơn đặt nhân sự lớn hàng năm, nhà trường luôn xem đó là áp lực, chuẩn hóa quy trình đào tạo cũng như thắt chặt tiêu chí tuyển sinh đầu vào. Chúng ta có thể thấy là đội ngũ thì không riêng dược sĩ mà bác sĩ và điều dưỡng cũng đang thiếu rất nhiều. Trước tiên phải quan tâm đến cái chương trình đào tạo. Cái chương trình đào tạo phải đáp ứng được cái chuẩn đầu ra như tôi vừa nói rồi. Thì làm sao tất cả nội dung, những công việc, những vị trí việc làm của người dược sĩ sau này phải được thể hiện trong cái chương trình đó. Đối với ngành dược thì năm nay có rất nhiều các em đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Đại Nam. Hiện nay thì cái chỉ tiêu của ngành dược là nhà trường đã tuyển được hơn 80% chỉ tiêu. Trong thời gian tới, tức là trong cái đợt xét tuyển đợt 2 thì nhà trường sẽ tiếp tục thông báo để các em đảm bảo được cái ngưỡng, đảm bảo chất lượng của bộ cũng như của nhà trường thì tiếp tục đăng ký xét tuyển vào nhà trường. Theo dự báo, trong 5 năm tới, thị trường việc làm vẫn có thể thiếu hụt hàng nghìn dược sĩ làm việc tại các nhà thuốc và tham gia sản xuất và phân phối thuốc. Sự thiếu hụt này cũng được xem là cơ hội việc làm cho các dược sĩ trẻ có năng lực và được đào tạo bài bản.